là muốn làm sao để đến được những người nghèo, học viên là người mù cũng là vô cũng muốn hơi khá giả gì hơn ai đó, nên mình đang cố gắng để nhấn tất cả và để đến tất cả những người khó khăn này. Và thay mặt đoàn tôi xin kính chúc hai ông bà là một cái gia đình theo tôi là hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất là vì bây giờ con đã đi làm mỗi một tháng là trên 30 triệu. Hai ông bà bây giờ là cái tâm nguyện là làm từ thiện thôi, mà nghĩa là một cái mà nó là tiếp tâm có đi trước cái thể. Cho nên ông thầy Hiếu là bệnh rất nhạo về cái cuộc sống, mà cái chịu mà nghe là đau khổ nhất là nghe là hồi ở bên bà mình ở cái nhà nước cho cái nhà đó đó phải lên đó là nghe là như là lầu ba lầu bốn gì đó đó mà ông phải bò lên thôi chứ tôi làm sao mà lên được cái chống này và tôi không ngờ được nha ông đã vượt qua được cái khó khăn đó để có cái ngày hôm nay. Mà như vậy á muốn có được cái đó tức là bề trên đã gia hộ rồi, phải chứng nhận cái phát tâm đó cái hồi đó chứ không phải đợi tới bây giờ phát tâm. Không, thành ra nghĩa là không, nhưng mà nghĩa là bây giờ thì nghĩa là được cái chữ hạnh phúc đó, không hạnh phúc về thể, hạnh phúc về tâm, cho nên là mặc dầu rằng là khác tôn giáo nhưng mà chúng ta cùng ở một cái tâm từ thiện thì nghĩa là bên nào cũng vậy, bề trên của mình sẽ sáng nhé, sẽ giúp đỡ cho mình cái tâm của mình được nghĩa là chí nguyện được thành công. Vậy thì thay mặt đoàn tôi chúc sức khỏe hai ông bà và nghĩa là những cái điều mà đạt được á phát huy lên và nghĩa là hai sức khỏe của hai ông bà mà có đặng sang năm tụi tôi lên ăn nữa. Hiện nay thì con xin cảm ơn thầy cũng như tất cả các anh chị em trong đoàn đã nhận cái lời mời của chúng con đến đây cùng kết hợp với chúng con để mà phát quà cũng như thánh bệnh cho những người mù. Chúng con xin cảm ơn thầy cũng như tất cả các anh chị và chúc anh chị và anh em một năm mới dồi dào sức khỏe. Nó bên Mỹ là điện thoại về đây thì nghĩa là được nói chuyện với hai thầy của nó cùng một lúc chứ còn đâu có việc nào mà nghĩa là gặp nhau không. Như vậy thì chúng ta nghĩ rằng cái tâm con người lớn lắm, chỉ có cái tâm mới gặp được nhau thôi chứ còn nghĩa là cái hình thức bên ngoài không nghĩa lý gì hết. Tôi xin hết kính chúc cho toàn thể mình là thân tâm an lành. Xin vỗ tay. Rồi. Rồi. Con gặp con tính là con nghe.
Em có
Những cho nào mà ăn gạo có hai năm thì được cảm giác không phải phải cuộc đó.